Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau đồng hành trong một bản điểm tin cuối tuần trên kênh Chứng khoán Chiến Binh trên từng con sóng cũng như kênh Hùng Lê Chứng khoán. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có 3 nội dung chính. Phần thứ nhất đó là anh chị em của chúng ta sẽ đi view lại danh mục tuần gồm các mã cổ phiếu từ nhóm trụ, nhóm ngành bán lẻ, mã các nhóm ngành của cổ phiếu ngành công nghệ, nhóm thép, nhóm dầu khí, bất động sản, xây lắp hạ tầng, đầu tư công, nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Cuối cùng nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích tiếp một số các cái nhóm ngành khác. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi view lại kịch bản trong tuần vừa qua, tức là tuần video số 157. Vâng, một tuần giao dịch hết sức là khó khăn các anh chị. Thị trường của chúng ta tiếp tục là một tuần đi ngang. Như vậy thì 3 tuần giao dịch, 2 tuần trước kỳ cơ cấu của quỹ ETF và 1 tuần sau khi mà đáo hạn hợp đồng phát sinh tháng thì thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đi ngang với một cách đi rất là khó chịu và gần như tất cả các mã cổ phiếu, các nhóm ngành nó không có động lực để chúng ta tiếp tục đi tiếp. Đó. Thì phần cuối của bản tin, phần thứ hai đó thì chúng ta sẽ đi view lại cái kịch bản phân tích tuần video số 157. Phần thứ ba thì Hùng sẽ có một vài ý về nhận diện cái xu hướng thị trường trong tuần mới. Chúng ta sẽ có một vài cái ý để trao đổi sau khi mà chúng ta đi phân tích, chúng ta đi view ở các cái nhóm ngành trụ, các cái nhóm ngành khá là căn bản ở thị trường. Thì từ đó thì chúng ta sẽ có được một cái góc nhìn nó sát hơn, nó sâu hơn về nội tại thị trường của chúng ta. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nội dung thứ nhất, đó là đi view các cái danh mục khá là cơ bản của thị trường các anh chị nhé. Thì đối với VIX ở trong tuần vừa qua, nhìn chung thì Hùng đã có nói đến vùng 55 đến vùng 56, cả tuần thì nó tích lũy ở trong cái vùng này và đóng cửa vùng 55.1, như vậy là trên trạc tuần thì nó vẫn giữ được ở vùng 55 đến vùng 56. Tuy nhiên đường MACD đang cắm đầu đi xuống như này thì thông thường là cổ phiếu nó sẽ chỉnh giảm thôi và tích lũy. Thì tuần tới khả năng nó sẽ nhún về quanh vùng 54 và cá biệt sâu hơn thì có thể phải tính toán ở vùng 52 đến khoảng vùng 53. Vinhome trong tuần vừa qua thì tích lũy tương đối đẹp ở vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta cũng có nói ở đây, đó là khoảng quanh vùng 47 đến vùng 48 các anh chị. Hai cây nến doji nhún về quanh vùng 47 và sau đó thì nó rút chân lên và cây nến kết tuần thì nó lấy lại được ở khoảng quanh gần vùng 50, tương đối là ổn. Nhìn về mặt xu hướng, tất nhiên là lực cầu thì nó đang khá là thấp, như thế này thì cũng khó mà để gọi là đi xa đi dài được. Nói chung đây là nó các cái lực phục hồi T cộng, nó mang tính kỹ thuật thì khả năng tuần tới có thể cán lại được ở khoảng vùng 51.5 đến khoảng vùng 52. Ở VRE trong tuần thì chúng ta cũng có nói đến cái kịch bản, đó là nó sẽ quay trở lại test lại ở khoảng quanh vùng 26 và nó sẽ có những cây nến long lên và sọt xuống. Thì đây là một cây nến long nữa các anh chị, cây nến long nó long chạm lại vùng 27, 27.4 và nó sọt xuống ở đây. Thì nó liên tục nó test lại vùng 26 và nó đi ngang ở quanh biên 26. Tín hiệu MACD đang khá là xấu, chính vậy nên khả năng tuần tới thì nó sẽ có 1 đến 2 cái điểm đi ngang ở khoảng quanh vùng 25.5, vùng 26. Nhưng trên cái khả năng dự báo thì nó sẽ đi về khoảng quanh vùng 25, thậm chí là có thể vùng 24.5, tức là nó sẽ quay trở lại để nó kiểm tra lại cái hỗ trợ kỹ thuật này. Vinamilk. Ở Vinamilk chia cổ tức các anh chị nhá, chia cổ tức, chính vậy là tuần vừa qua thì chúng ta nói ở vùng 77.5 đến vùng 78 và cái biên này nó sẽ trở thành cái biên khoảng 75.5 đến khoảng vùng 76 sau khi chia, đó là biên tích lũy ngắn hạn của cổ phiếu Vinamilk. Trong tuần thì nó cũng đã có một cái nhịp đánh lên tương đối là tốt, tuy nhiên hai cây nến kết tuần thì gần như nó đã trả lại hết cung của cái nhịp tăng trước đó. Như vậy tuần tới thì khả năng là vùng 75.5 đến khoảng vùng 76 cổ phiếu này sẽ tích lũy đi thêm. Ở VTC 2 tuần gần đây thì nó đánh tương đối là khó chịu khi mà trong phiên thì nó bị đạp tương đối sâu và nó liên tục có những cây nến đinh ba với bóng nến ở dưới rất là dài, tức là điều đó cho thấy là trong phiên thì cái mức độ đạp của cổ phiếu này rất là cao và sau đó thì tạo lập họ rút chân lên, họ kéo chân lên. Đó, rút nến. Nhìn về xu hướng như thế này thì nói chung là để mà gọi là động lực đi mạnh thì chưa có, bởi vì dòng tiền hiện tại đang khá là thấp. Có khỏe khoắn thì nói chung là nhịp này cố gắng đi được lên khoảng vùng 115 đến khoảng quanh vùng 117.5, đó là kỳ vọng. HVN sau một nhịp đánh rất là tốt thì nó đã bắt đầu đi vào một cái nhịp đấy, nhịp chỉnh cung, và trong tuần thì nó test lại vùng 14. Khi vùng 14 thủng thì nó sẽ đi về đâu đó khoảng các anh chị nhé. Ở đây là một cái nến doji, nó mang cái tính chất là gì ạ? Lực cung cầu nó tương đối là cân ở trong cái phiên giao dịch của ngày hôm nay rồi. Tuy nhiên nó cần một cái xác nhận, ví dụ như sang tuần tới nếu như nó mà thủng vùng 13 thì như vậy là chúng ta sẽ hướng theo như quan điểm cùng thì với cái tình hình thị trường hiện tại á, thì nó sẽ đi về khoảng quanh vùng 12,12,5 đó, rồi nó tích lũy ở cái vùng này thì nó sẽ hợp lý hơn. SKG trong tuần vừa qua cũng không có nhiều yếu tố đột biến, có một nhịp long ở phiên ngày thứ hai và sau đó thì nó tiếp tục quay trở lại chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 14,14,3, đóng cửa đúng vùng 14, tức là đóng cửa ở biên dưới của vùng hỗ trợ. Như vậy tuần tới thì nó sẽ khả năng nó sẽ lình xình ở quanh vùng 14 thôi, trong trường hợp xấu hơn thì cũng phải tính toán là vùng 13, 13,4. Masan Masan trong tuần thì chủ đạo là nó đi ngang tích lũy ở quanh vùng 95, cá biệt thì đã có những cái thời điểm nó thủng dưới vùng 95 nhưng mà đến kết tuần thì vẫn đóng lại được ở vùng 95. Như vậy với tín hiệu này tất nhiên là cầu nó đang rất là yếu, tuần vừa qua thì dần như là dòng tiền mất hút ở trên thị trường. Lý do vì sao mất hút thì tí nữa phần cuối bản tin thì chúng ta sẽ trao đổi thêm. Mục tiêu Masan sẽ tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 94-95 và nhịp này thì khả quan là Masan sẽ kéo vượt lại vùng 97 và hướng lại cái vùng giá mục tiêu ở đây, đó là vùng 105 đến khoảng vùng 106, chính là cái target mà chúng ta đã xây ở đâu đó tuần video số 155 gì đó. BVH ở trong tuần nhìn về mặt kỹ thuật thì cũng có nói đến vùng 48.5 và đóng cửa ở vùng 47.9, tức là sát biên dưới. Trong tuần thì nó cũng đã có những cây doji rút chân lên từ vùng 46.5. Nhìn về mặt tín hiệu kỹ thuật như thế này thì khả năng tuần tới BVH sẽ tiếp tục có những điểm tích lũy đi ngang ở khoảng quanh 47.5 và vẫn phải tính toán cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 46.5, tức là có thể trong phiên nó sẽ xuất hiện những cái cây nến doji kiểu như này, nó đạp ở trong phiên và sau đó thì ở trong phiên thì nó sẽ rút chân lên, nhưng mà nói chung là cái vùng cân bằng khả năng nó sẽ nằm ở 47.5 đến khoảng 48. Cổ phiếu PNJ chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu của ngành bán lẻ. Thì đối với PNJ trong tuần thì PNJ đã quay về test lại hỗ trợ ở vùng 108 và cá biệt là đã có những cái cây nến rút chân từ vùng 106 đến quanh vùng 107. Tuy nhiên là hiện tại thì tín hiệu đường mã CD, tín hiệu đường MACD nó đang cắm đầu thì xu hướng cổ phiếu nó sẽ chỉnh cung tích lũy, chứ còn để mà tăng mạnh là nó chưa có. Như vậy tuần tới thì khả quan là chúng ta sẽ tiếp tục có những cái vùng giá hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 106 đến khoảng vùng 107 của PNJ. MBB là một mã cổ phiếu mà Hùng nhận diện thấy là nhịp này nó đang tích lũy khá là tốt, chính vậy nên là đã khuyến nghị một số các anh chị em thì chúng ta có thì chúng ta sẽ thu gom ở quanh khoảng vùng 43 đến khoảng vùng 45. Tuần này thì nó tiếp tục tích lũy ở khoảng quanh vùng 45, tương đối là đẹp. Nói chung là về tín hiệu giá thì ok, còn về lực cầu thì nó chưa đạt đó. Cầu của con này nó phải đạt khoảng tầm từ 4 triệu khoảng tầm 6 triệu cổ phiếu trên một phiên đó, còn hiện tại là nó chỉ đạt có 1,5 triệu thôi, tức là cái lực cầu nó cũng mất hút ở đối với cổ phiếu Masan MBB. Nhìn tung trong tuần vừa qua thì các anh chị gần như tiền bị mất hết tất cả trên các nhóm ngành chứ không phải là mỗi nhóm trụ đâu. Đối với PET chúng ta có một cái vùng kháng cự kỹ thuật ở đây, đó là vùng 22.5 đến vùng 23.5 thì trong tuần thì nó chạm 22.5 cộng và nó chỉnh cung. Thì vùng chỉnh 1 á, thì thông thường như vậy thôi, nó sẽ chỉnh về 20, thủng vùng 20 thì như vậy là nó sẽ đi về lại vùng 7.5, 18, 18.5 và đóng cửa tuần ở vùng 19. Khả năng tuần tới thì nó sẽ đi test lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 17.5 này, 17.5, 18. DGW tín hiệu tuần trước thì rất là đẹp, tín hiệu đóng tuần thì rất là đẹp. Tuy nhiên là cái tín hiệu dự báo thì nó sẽ tiếp tục kéo lại ở đây, đó là vùng kháng cự 47.5 đến vùng 50 và tuần này thì nó lên được vùng 47.2 thì nó chỉnh cung luôn. Đó, chưa lên được 47.5 và lực chỉnh cung này là tương đối sâu. Thì thông thường như vậy thôi, khi chỉnh cung á, thì bao giờ nó cũng sẽ test lại nhịp 1, tức là nó sẽ test lại hỗ trợ gần nhất là 41.5. Trong trường hợp nó bị thủng vùng 41.5 thì nó sẽ đi tiếp đến biên thứ hai là biên 38 đến biên 39 và hiện tại thì có 3 cây nến đang dừng lại ở hỗ trợ 38 39. tuần tới thì khả năng nó sẽ tiếp tục có thể có những cái lực hồi ngắn và sau đó tiếp tục test lại biên này. Đó, và trong trường hợp nếu như cái biên này mà thủng thì chúng ta phải tính toán ở đây đó là vùng 33 đến khoảng vùng 35 của nhịp này. Ô tô hàng xanh thì nhìn chung tuần vừa qua thì nó cũng chủ đạo là tuần tích lũy thôi, nó không có nhiều các cái yếu tố đột biến để mà tăng, lực cầu khá là thấp. Tiếp tục test cung tích lũy ở vùng 16, 16.4. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một cái nhóm ngành tiếp theo khá là quan trọng, đó là nhóm thép. Thì nhóm thép ở trong tuần video số 156 thì nó đã tăng khá là tốt. Tuy nhiên tuần 157 thì nhóm thép đã có những phiên công kháng cự, tuy nhiên công không thành. Thì chúng ta sẽ phân tích cái độ gọi là cái cách vận hành của cổ phiếu. Thì các anh chị có thể xem lại bản tin tuần video số 157. Hùng Lê đã nói với cái kịch bản hành động của cổ phiếu Hòa Phát như thế nào thì nó có hai cái kịch bản, và đây là mô típ vận động chung của tất cả các mã cổ phiếu cũng như thị trường. Thì khi nó công kháng cự, tức là Hùng Lê đã xác định vùng 21 là cái vùng kháng cự của Hòa Phát, thì nó có hai cách. Một là nó sẽ break vùng 21, tức là nó sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 22.5. Đây các anh chị, đây là kịch bản thứ nhất, là kịch bản khỏe, là cổ phiếu sẽ kéo lên vùng 22.5 và sau đó nó sẽ test lại cản, tức là nó sẽ test lại vùng 20.5 đến khoảng vùng 21. Đó, kịch bản thứ nhất nó là sẽ là như vậy. Còn kịch bản thứ hai mà cái thị trường hoặc cái cổ phiếu nó không đủ sức mạnh á, thì nó sẽ chạm cản và sau đó nó sẽ chỉnh cung. Đó, thì như vậy là đối với Hòa Phát trong tuần vừa qua là đi theo kịch bản 2, chạm cản sau đó chỉnh cung. Thì đối với cái kịch bản này, giữa cái kịch bản 1 và kịch bản 2 nó khác nhau như thế nào? Thì cái kịch bản 1 là kịch bản mà thị trường sung sức, đó, cổ phiếu sung sức và đội tạo lập sung sức thì họ sẽ đánh break out cản để test lại sau. Còn trường hợp mà nó không đủ lực thì thông thường nó sẽ nhú đến cản hoặc là dưới cản một tí và sau đó nó sẽ bị chỉnh cung. Thì cái vùng chỉnh cung á, kỹ thuật thì đầu tiên nó cũng như vậy thôi, nó đầu tiên nó phải đi về khoảng quanh vùng 19.5. 19.5 thủng thì nó sẽ đi về 19. 19 thủng thì nó sẽ đi tiếp về ở đây, đó là biên gì ạ? Biên 17.6 đến khoảng biên 18. Đấy là cái cách vận hành của cổ phiếu thôi. Đó, và kết tuần đang ở khoảng vùng 18.3. Đó, như vậy thì tuần tới khả năng vùng 17.6 đến vùng 18 là đến nơi. Đó sẽ là cái vùng test cung kỹ thuật của cổ phiếu Hòa Phát. Và đường MACD này, các anh chị lưu ý này, có một cái tín hiệu kỹ thuật ở trong tuần này, đó là tất cả đường MACD của tất cả các mã cổ phiếu chuyển từ xanh sang đỏ. Tức là gì? Nó chuyển từ trạng thái tích cực sang trạng thái tiêu cực. Các anh chị cứ xem tất cả các mã cổ phiếu, nó đều như vậy. Vậy thì nó đang xanh, tức là trend kỹ thuật của nó đang tăng, và nó chuyển sang đỏ thì nó sẽ chuyển sang trạng thái đi ngang, tích lũy hoặc chỉnh giảm. Các anh chị lưu ý là như vậy. Như vậy là thị trường đang chiều hướng tích cực chuyển sang cái chiều hướng trung lập hoặc là tiêu cực ở cái tuần giao dịch tiếp theo. Đấy. Nam Kim, đó, Nam Kim thì chưa, nhưng mà dính một cây nữa là cũng dính sang đường MACD đỏ luôn. Thì đối với Nam Kim, trong tuần chúng ta có nói đến vùng cản kỹ thuật 15. Đây các anh chị, 3 cây nến công cản không thành và nó chỉnh cung, thì chỉnh nhịp 1 là nó sẽ chỉnh về 13.3. 13.3 thủng thì nó sẽ đi về vùng 12. 12 thủng thì nó sẽ đi về ở đây, đó là vùng 11. Thì khả năng với cái lực đạp hiện tại của cổ phiếu Nam Kim thì cổ phiếu này sẽ tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 11, 11.5 ở đây. Hoa Sen cũng bị bán rất là mạnh ở trong tuần vừa qua. Đấy các anh chị, đấy tức là cái gì ạ? Đang xanh là đang chen lên. Và đến đây là tuần này, bắt đầu tuần này là đến đoạn này ông bắt đầu ông chỉnh đỏ. Như vậy là gì? Cổ phiếu nó đã bị có một cái giai đoạn xấu hay đẹp thì tôi chưa biết, nhưng với tín hiệu như thế này thì nó đang xấu đi. Ok. Và đối với Hoa Sen thì trong tuần Hoa Sen cũng đã công cản 14.3 đây các anh chị. Đó, nó công cản đây một cây, hai cây, ba cây. Ba cây công cản vùng 14, 14.3 và công không thành, chính vậy nên là gì ạ? Nó sẽ bị tụt dốc ở đằng sau đó. Và đầu tiên thì nó sẽ test lại 13. Đó, 13 mà không trụ được thì nó sẽ lao về khoảng 11.4 đến khoảng vùng 11.5. 11.4, 11.5 mà không trụ được á, thì nó sẽ đi về vùng 10 đến khoảng vùng 10.3. Đấy là quy luật vận hành của cổ phiếu và không ai chống lại được hết á. Đó. Các anh chị mà chống lại bảo rằng tôi có thể chống lại được xu hướng này thì các anh chị đến cho Hùng Lê gọi là tầm sư học đạo gái, chứ còn không ai có chống lại được các anh chị. Quy luật vận động của cổ phiếu nó sẽ là như vậy. VGS cũng bị bán. Và VGS trong tuần thì chúng ta công cản vùng 12. Tín hiệu này thì không có cái sự khả quan cho cổ phiếu VGS rồi, và nó sẽ tích lũy lại quanh vùng 96 đến khoảng vùng 10. TVN ở trong tuần nó cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở vùng 6+, và nó chỉnh cung. Nói chung thì con này chỉnh cung chưa có sâu. Như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ có vùng 4.8, vùng 5, vùng 5.3. Đấy sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu TVN. Các anh chị có cân thì cân đặt những cái vùng đó. TLH thì mục tiêu đánh break cản 8 và sau đó chỉnh cung. Tuy nhiên là cả dòng nó chỉnh. Đó, thì nó đầu tiên là nó sẽ test lại vùng 7.45, đúng không anh chị? Là cái kịch bản này cũng đã phân tích rồi. Đó, và vùng 7.45 mà không giữ được thì nó sẽ test về đâu? Nó sẽ tiếp tục hạ về vùng 6.8. 6.8 mà bị thất bại thì nó sẽ tiếp tục hạ về đâu? 6.3. Tuần tới vùng 6.3 mà không giữ được thì chúng ta lại phải tính toán vùng 5.75 đến vùng 6 rồi về đến đây, rồi khi đó thì mới ban bật được ở đây. Đó, đấy là quy luật vận động. Như vậy là nhóm thép cũng xấu các anh chị nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phân tích nhóm ngành dầu khí. Thì đối với dầu khí thì các anh chị biết rồi, hiện tại thì nó cái nhóm ngành này thường nó hay liên quan đến cái ông VKTI. Thì chúng ta nhìn qua VKTI một tí. Sau khi nó rơi về vùng 70 thì VKTI trong tuần là có những cái nhịp phục hồi về quanh lại 80. Tuy nhiên là nó lại đang quay trở lại test cung. Và kỳ vọng với cá nhân Hùng thì Hùng kỳ vọng là vùng 76.5 đến vùng 77.5. Đó là vùng mà VKTI sẽ tích lũy trở lại được. Và kỳ vọng là nó break lại vùng 80 và đi được đâu đó khoảng về được vùng 85. Như vậy thì P sẽ là một cái trụ lực cho thị trường ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo. Còn về nhìn về tín hiệu nhìn về tín hiệu ở đây thì chúng ta sẽ đi lần lượt chúng ta phân tích các cái mã cổ phiếu các anh chị. Thì đối với gas thì mình có nói rồi, vùng 101, 102 là hỗ trợ kỹ thuật. Trong tuần vừa qua thì gần như gas không có cái dư địa để tăng, để bật, đúng không ạ? Và chủ đạo là nó chỉnh giảm. Còn đối với gas thì cái câu chuyện nó là kéo thì chỉ số, kéo thị trường, nên là khả năng tuần tới thì về quanh 101 thì có thể nó sẽ kéo vượt lên 105, 106, thậm chí 108. Đó, cái cách đi thì nó kéo đấy các anh chị này. Những cái cây nến kéo nó cũng khá là sốc thôi. Mình view qua. PX là mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư. Nhịp 1 là cái target này là ngon lành rồi này. 32, 32.5 là ok rồi. Và bây giờ tuần này thì nó có chỉnh cung. Dự kiến là vùng 30, 30.5 và hiện tại đóng cửa tuần ở vùng 30.9. Như vậy là nếu chứ chúng ta có mua vùng 30 thì ít nhất là chúng ta không bị lỗ. Trong tuần thì chúng ta có vùng 29, 29.5. Đây các anh chị, đây là hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta có thể cân thêm. Mục tiêu thì lại công lại vùng 323.5, sau đó nó lại chỉnh cung. Tức là đối với PLX thì trong ngắn hạn các anh chị có thể đánh theo hình thức kho T0. Đó, chúng ta mua được ở vị thế thấp thì khi cổ phiếu hồi lên các anh chị có thể bán. PVT hiện tại trên kỹ thuật tương đối là đẹp, tuy nhiên điểm mua không có còn nữa. Đấy, các anh chị mà có hàng thì lướt lát quanh vùng 20 và lên vùng 21, 21.5 để bán. Mục tiêu nhịp này thì sẽ cán khoảng vùng 22, 22.5 đến khoảng vùng 23. PVB thì chủ yếu nó cũng đang tích lũy thôi. Tuần tới thì có ở biên 11.5 đến biên 12. Đó là vùng tích lũy của PVB. PVC cũng tích lũy. Đối với con PVC này nó khá là nhạy của nhóm P các anh chị này. Khi P đánh thì con này nó đánh rất là nhạy. Nên là các anh chị có thể cân và chúng ta sử dụng phương pháp T0 cũng được. 11.7 đến vùng 12 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Hiện tại thì chúng ta tiếp tục ngắm cản của cổ phiếu này, đó là cản 14, và vượt được 14 thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 17.5 đến khoảng vùng 18. Đó là cái cản tiếp theo. Ok, đến mã cổ phiếu PVS là một mã cổ phiếu mà chúng ta tập trung này đó, và cơ cấu này. Thì trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua khi phân tích tuần thì cũng có nói đến những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 222.5. Còn đối với PVS trong tuần thì nó có thêm cái hỗ trợ 21 đến vùng 21.4. Như vậy về mặt kỹ thuật thì nó đóng cửa vùng 22.3, như vậy là nó nằm ở trong cái biên 22 đến biên 22.5, đúng không anh chị? Đó là cái vùng mà chúng ta dự kiến chỉnh cung. Thế còn trên góc độ về kỹ thuật đó, thì các anh chị có thể nhìn ở đây, Hùng đã có phân tích cho các anh chị rồi. Trên chart tuần thì PVS có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất tốt ở vùng 20. Trong khoảng từ đầu năm 21 đi, nói chung là như vậy đến tận bây giờ đi, như vậy là cũng gần tương khoảng 2 năm là nó chỉ lanh quanh ở quanh vùng 20 thôi, nó chưa bật được và nó chưa có một cái sóng nào cho nó nên hồn á, đúng không ạ? Đó chỉ có năm 20 Ở năm 20 đến năm 22 là nó có một cái sóng khá là hùng hồn, đúng không? Được. Đó, từ 10 đánh lên 30 là đẹp, nhân 3 tài khoản. Như vậy trong cái năm và sau đó thì nó chỉnh cung này. Và nó chưa có một cái sóng nào nó hùng hồn á. Chính vậy nên ở trong cái thời điểm hiện tại thì cũng đang có một cái góc độ kỳ vọng ở đây, đó là vùng 21 đến vùng 22. Cái này phân tích rồi. Đó, sẽ có một cái sự tích lũy ở đây và sau đó thì chúng ta xuất hiện một cây đến tuần mà cổ phiếu PVS break vùng 25 thì đó sẽ là một tuần rất là tuyệt vời. Hùng đang chờ đợi cái tín hiệu đó các anh chị. Và PVD nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đối với PVS và PVD là những cái mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư các anh chị. Đó, chứ còn mấy cái ông gát ông điếc là khó chịu lắm. Thì đối với PVD thì cũng đã có phân tích cho các anh chị một cái góc nhìn về kỹ thuật tương đối sâu sau đây, cái mô hình nến ở đây, đó, mô hình nến đảo chiều. Thì ở đây nó cũng như vậy, nó đã xuất hiện mô hình nến đảo chiều và PVD đã test tích lũy thành công ở vùng 15-15.2 và trong tuần vừa qua thì nó tiếp tục có cái vùng 16-16.3 đây cực kỳ đẹp và một cây nến doji rút tuần lên. Tức là gì? Tức là kết tuần thì gần như nó vẫn đóng cửa được ở vị thế gần cao nhất tuần, như vậy là tốt. Và chờ đợi một cái tuần mà cổ phiếu có một cái tuần mà PVD có một cây nến hammer giống như cây nến này thì như vậy khi đó thì anh em ơi là chúng ta mang tiền về nhà. Và trong thời điểm hiện tại thì PVS, PVD đấy đang là những cái gọi là ngôi sao hy vọng, trong cái kèo đây. Chứ còn lại các nhóm ngành khác thì chúng ta sẽ phân tích tiếp, nhưng mà ông đang khá là xấu. Tuần tới thì chúng ta có thể thu gom thêm PVD ở quanh vùng 17 và thậm chí là trong phiên chúng ta có thể đặt lên này, vùng nốt ở đây 16, 16.3, 16.5. Thường có thể nó sẽ có những cây doji nó rút xuống rồi sau đó nó chiêu lên, đó thì chúng ta đạt được giá khá là sâu. BSR cũng được. BSR trong thời điểm hiện tại, đối với BSR thì chúng ta xác định là đánh dài thôi, chứ còn đánh nhanh thì nó không được. Tuần này chúng ta có tiếp giá 13, 13, 4 và túc tắc thôi. Và thậm chí cũng có thể chờ thêm giá 12, 12.5 bởi vì hiện tại thì BSR nó đang chỉnh cung. Tuy nhiên là tín hiệu đường MACD thì nó lại đang xanh trở lại, như vậy là có khả quan đấy. Khả quan là tuần tới thì nó sẽ tăng vượt lại lên được. Và hiện tại thì nó vẫn có cản ở đây, cái cản 16, 16.5 vẫn là cái cản tương đối mạnh của BSR. POVK thì ngày hôm nay nó có thông tin ở nhóm điện nó đánh lên nên PVK cũng có cái sự phục hồi. Nhìn về tín hiệu kỹ thuật thì PVK test lại ở quanh vùng 10.8 là đẹp. Như vậy tuần tới thì khả năng sẽ có thêm cái điểm 10 đến 10.5, 10.5 đến 10.8. Tích lũy thêm ở đây rồi nó lại có một cái nhịp long ngắn ở đây. Khả năng như vậy. Đó, nó còn có một nhịp long ngắn ở đây. Long ngắn về đâu đó được khoảng vùng 12 rồi về đến 12 thì khả năng nó lại có một cái nhịp chiêu xuống. Nói chung là ngắn hạn thì như vậy thôi. Oi chủ đạo thì vẫn đang tích lũy ở khoảng quanh vùng 7.5 đến khoảng vùng 7.7 và khả năng tuần tới thì cái nhịp tích lũy này nó sẽ tiếp diễn. Ok, như vậy nhóm P thì chủ đạo là tập trung PVS, PVD và BSR. Đấy là những cái mã cổ phiếu mà theo quan điểm kỹ thuật của Hùng Lê là chúng ta sẽ chờ đợi những cái tín hiệu sóng nó tốt hơn, nó tối ưu hơn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi phân tích sang một cái nhóm ngành tiếp theo, đó là nhóm ngành bất động sản đầu tư công. Thì hiện tại sau trước đây thì nhóm ngành này nó là tội đồ và sau khi tội đồ thì nó làm anh hùng được một thời gian và trong 3 tuần vừa qua thì nhóm này lại bắt đầu có xu hướng quay đầu chỉnh cung. Vì đơn giản là nó đã tăng tốt nhịp thứ nhất rồi thì cái lực chốt lời nó sẽ đến thôi, cái đấy là cái quy luật vận động bình thường. Và đối với nhóm ngành bất động sản ở trong tuần giao dịch tiếp theo, tuần video số 158 thì quan điểm Hùng là nó chưa thể bật mạnh được và xu hướng chủ đạo nó vẫn đi ngang chỉnh cung, chỉnh hình. Nó tích lũy đủ lớn thì nó mới bay được, chứ còn hiện tại là nó đang rất là đuối. Nó đuối ở góc độ gì? Tức là dòng tiền nó bị mất hút. Đối với nhóm ngành bất động sản thì dòng tiền mất hút trong tuần vừa qua, thanh khoản cực kỳ thấp. Đó, điều đó cho thấy rằng là nhà đầu tư đang lại thận trọng hơn đối với nhóm ngành này. Ok. Đối với DG chúng ta thấy rằng là dự kiến chỉnh ở vùng 16.5 đến khoảng vùng 17 đây các anh chị. Và trong tuần thì nó đã bị thủng mất vùng 16.5. Như vậy tuần tới thì khả năng là nó sẽ có ở biên 14.8 đến khoảng biên 15.5, đấy là biên tích lũy của cổ phiếu này. Sell dự kiến chỉnh về đâu đó khoảng 19.5 và vùng 19.5 thì nó đang phập phù. Như vậy tuần tới thì khả năng là nó sẽ đi về vùng 17, 17.3 để chúng ta tiếp tục đánh giá. HBC dự chỉnh ở 10.4 nhưng 10.4 bị xịt. 10.4 bị xịt thì nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây, đó là ở vùng 9 đến khoảng vùng 9.5, và khả năng tuần tới thì HBC sẽ tiếp tục test tích lũy và nó sẽ chờ thêm đồng đội đó, sẽ chờ thêm đồng đội tích lũy xong thì có chạy thì mới chạy được. Đất xanh đó, các anh chị nhìn thấy dòng tiền của nhóm ngành bất động sản là mất hút luôn, mất hút thanh khoản luôn, như vậy là nó sẽ không thể chạy mạnh được. Đấy là cái câu chuyện nó là như vậy. Thì đất xanh là trong tuần nó tiếp tục break cản 15.5 hướng cản 16, nhưng mà cản này không thành. Trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó tự chỉnh cung luôn. Đó, như vậy thì nó sẽ tích lũy lại ở quanh vùng 13 mà không happy được thì nó sẽ xuống 12, nhưng khả năng với cái đà này thì ông sẽ xuống ở khoảng quanh vùng 12.5 đến vùng 13, xong đó thì nó đi hình răng cưa ở đây, nó tích lũy thêm. Còn cái khả năng bật thoát tiếp ở trong cái nhịp hiện tại là chưa có. DXS thì vẫn tiếp tục có một cái biên tích lũy ở đây, đó là vùng 6, 6.2, 6.6 và nói chung là phải chờ rồi. Bây giờ nếu như mà đánh con này thì chỉ có gom từ từ thôi. Bởi vì đất bất động sản nó xấu cả dòng thì không có con nào nó ngược dòng được hết đấy. SCR cũng như vậy. Trong góc độ kỳ vọng đó là gì? SCR sẽ tiếp tục đánh đâu đó khoảng tầm từ 8 đến 10 triệu cổ phiếu, nhưng mà đến bây giờ là nó rơi xuống khoảng còn 2 triệu cổ phiếu nữa thôi, 1,6 triệu nữa thôi, như vậy là hỏng rồi. Hỏng ở cái góc độ là gì? Tức là dòng tiền nó không bơm vào, dòng tiền nó không bơm vào thì lấy cái gì để mà kéo cổ phiếu đi? Các anh chị cứ hiểu nôm na nó là như vậy. Vậy thì cổ phiếu muốn tăng thì dòng tiền nó phải tăng lên, còn đằng này dòng tiền nó co rụt lại, rụt cổ mất rồi. Đó, thì làm sao mà nó có thể đi lên vùng 7 cộng được, đúng không ạ? Và trong tuần thì nó cây nến ngày thứ hai này là cây nến nó gần như nó đã xác định là gì ạ? Nếu như chúng ta học về phân tích kỹ thuật thì chúng ta thừa hiểu được rằng là cây nến này là cây nến bao trùm. Nó đã bao trùm gần như cây nến của ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu của tuần trước, và với một cây nến bao trùm giảm như thế này thì gần như là em không có cơ hội nữa. Đó, và cây nến tiếp theo thì gần như một cây nến xác nhận. Đó, phân tích kỹ thuật là như vậy thôi. Chúng ta theo dõi tín hiệu kỹ thuật ở trong tuần để chúng ta dự báo cái xu hướng. Và với kịch bản hiện tại vùng 5.5 đến khoảng vùng 5.7 tích lũy. CI cũng như vậy, tuần vừa qua thì nó không thể break được cản 15.4 và nó quay lại chỉnh cung, thì chỉnh 1 là về 14, chỉnh 2 là về 13 và chỉnh 3 nữa thì nó sẽ về 12, 12.5. Khả năng tuần tới thì nó sẽ có một cái nhịp long nhẹ đó, long nhẹ ở đây thôi, và sau đó thì nó sẽ quay trở lại để nó kiểm tra lại cung cầu vùng này 12, 12.5. MBB tiếp tục đi hình răng cưa thôi, và cái biên răng cưa ở quanh 12.5 cộng trừ gì đó, cộng trừ 0.5 đấy 13 đúng rồi, cộng trừ khoảng 0.5, và dự báo thì nó vẫn tiếp tục như vậy thôi. FCN đầu tư công thì đầu tư công là bị lỗi hẹn rồi các anh chị nhá, đầu tư công đến thời điểm này là bị lỗi hẹn rồi, do các cái gói thầu nó đấu thầu quay trở lại, và chính khả năng là theo như nguồn tin Hùng biết thì nó chờ đợi lại cái cơ chế. Còn nếu như mà với cơ chế hiện tại thì rất khó để thực hiện. Đâu đó nghe phong phanh là như vậy, Hùng không có nắm sâu. Nhưng trên tín hiệu kỹ thuật thì trong tuần là FCN công cản vùng 10 cộng và công không thành. Và những cái nến sau đó thì nó quay lại, nó test cung. Vùng test 187 đến vùng 9. Và có thể tính toán đến vùng 8 đến vùng 8.3. Trong trường hợp nếu như mà cái vùng tích lũy đấy mà không thành công thì chúng ta phải tính toán đến vùng 8 đến 8.3. VCG cũng như vậy, đầu tư công nó trong tuần nó test kỹ thuật và nó test lại vùng 17.5, nó bị thất bại. Ok, khi 17.5 mà bị thất bại rồi thì nó sẽ xuống đến ở đây là vùng kỹ thuật 15.5 đến khoảng vùng 16 rồi, và vùng này sẽ tiếp tục tích lũy ở trong tuần tới. Nhưng có một cái dấu hiệu này, đường má CD đang xanh và ông bắt đầu ông ấy chuyển đỏ. Khi chuyển đỏ và cắm đầu đi xuống thì nó cho thấy rằng là cái thiên hướng kỹ thuật, cái xu hướng của cổ phiếu nó bị suy yếu đi. Đó, thì một là nó tích lũy đi ngang, hai nó chỉnh. Đó, chỉnh thì chỉnh về đâu? Nếu như đi ngang thì đi ngang về đâu? Đi ngang thì nó sẽ đi ngang ở vùng 15.5 đến khoảng vùng 16. Đó, trong trường hợp thủng 15.5 thì nó sẽ đi tiếp về đây này. Đó, nó sẽ đi tiếp về vùng 14.5. Nó thủng 14.5 thì nó sẽ đi về đâu? 12, 12.5. Đó, đấy là cái cách vận động. Thì chúng ta sẽ căn cứ tín hiệu để chúng ta phân tích thêm. CNGO 4 trong tuần công cản 10.8 đến 11 không thành. Vùng chỉnh 19.8 đến vùng 10 và vùng chỉnh 2 thì sẽ ở vùng 8.2 8.5. Khả năng tuần tới sẽ có ở quanh vùng 8.2 đến 8.5, tiếp tục tích lũy. Ở 55 thì hiện tại đang đi khá là tốt, nó vẫn tiếp tục bám kháng cự 30 và nó có những cái điểm test tích lũy lại ở vùng 28 288. Khả năng tuần tới thì nó vẫn tiếp tục như vậy thôi. Dòng tiền đang bị mất hút này thì cũng chúng ta cũng rất khó để định lượng ở trong cái thời điểm hiện tại, nhưng mà nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung lại như vậy. Và mục tiêu thì khả năng vẫn công cản 34 thôi. Khang Điền dự test 26.5, thủng vùng 28.5 thì nó sẽ đi về đây này. Biên 23.5, 24.5, sau đó nó lại long lên, nhưng mà lực long với cái lực cầu nó bắt như này thì khó lắm các anh chị, và tín hiệu đường mác thì nó cũng đang xấu. Chính vậy nên là gì? Chính vậy nên là khả năng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục quay lại test lại khoảng quanh vùng 245, 247. HDG, một cổ phiếu khá là cơ bản của nhóm ngành bất động sản. Nhìn chung thì cổ phiếu này trong tuần vừa qua nó đã không có động lực để tiếp tục đi về vùng 36.5 và nó bắt đầu nó chỉnh cung luôn. Thì như vậy á, ngắn hạn thì chúng ta sẽ lấy vùng 28.8 đến khoảng vùng 30. Đây sẽ là vùng test cung kỹ thuật, và cái điểm sâu hơn có thể tính toán ở quanh vùng 27.8. Đó, thì nhóm ngành bất động sản chủ đạo nó đang là nhóm chỉnh cung. HDC thì trong tuần nó cũng chỉ có test được lên vùng 36 và sau đó thì nó tiếp tục chỉnh cung tương đối là mạnh. Mất vùng 33 thì nó lại như vậy thôi. Lại đi về vùng 30, 30.8 và phiên ngày hôm nay thì nó đóng ở 30.5. Tuy nhiên cái tín hiệu nến đóng thế này thì cũng không ổn, các anh chị nhìn thấy không ạ? Dòng tiền thì nó mất hút luôn. Tức là không có tiền vào nữa luôn. Đó, thì như vậy cho thấy rằng là cái sự thờ ơ của nhà đầu tư nó đang tăng lên rất là mạnh. Và chính vì như vậy nên là cổ phiếu nó khó tăng lắm. Cổ phiếu dòng tiền nó phải đánh sôi động, nó phải đánh ở mầm cơ, còn như thế này rất là khó. Và khả năng thì tuần tới chúng ta vẫn phải tính toán ở vùng 28.2, 28.2, 28.3 gì đó. Đấy sẽ là những cái vùng mà chỉnh cung kỹ thuật của cổ phiếu HDC. Như vậy nhìn chung nhóm ngành bất động sản đầu tư công cũng không có nhiều yếu tố đột biến ở trong tuần vừa qua. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một nhóm ngành tiếp theo. Đó là nhóm ngành banh. Thì hiện tại là duy nhất là còn banh với nhóm ngành dầu khí là còn vớt vát được về mặt tín hiệu kỹ thuật. Tí nữa thì chúng ta phân tích nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ thấy là nhóm ngành chứng khoán cũng đang bị xấu đi rất nhiều với cái tín hiệu kết tuần như hôm nay. Ok, như vậy thì còn mỗi banh nữa thôi. Banh mà ốm yếu nữa thì thôi là xong. Ví dụ tuần tới mà Vietcombank nó đạp thủng vùng 78 thì thôi khó, cực khó luôn các anh chị, không phải là khó nữa, cực khó luôn. Đấy, cực khó cho thị trường ở trong thời điểm hiện tại. Nhìn chung với Vietcombank thì trong tuần nó cũng là một cái mã giữ chỉ số khá là tốt. Tại những thời điểm khó khăn thì nó kéo lên vùng 82, 81.5 ở đây. Tuy nhiên là kết phiên thì nó không giữ được cái biên độ cao nhất, và theo quan điểm kỹ thuật cùng thì tuần tới Vietcombank sẽ có cái biên giá ở khoảng quanh vùng giá 78 đến khoảng vùng giá 80, tức là nó sẽ diễn tiếp cái chiêu là kéo xả ở quanh một cái biên như vậy. Đó, để mà giữ nhịp thị trường tại những cái thời điểm khó khăn. MBB cũng hơi trượt kỳ vọng. Theo quan điểm của Hùng, tuần vừa qua mà nó chỉnh về vùng 18.5 là đẹp. Còn chỉnh về đến dưới này thì nó lại rất mất thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó chỉnh sâu về đến vùng 17, 17.3 thì các anh chị sẽ nhìn thấy cái tín hiệu đường ma CD. Khi đó thì tín hiệu đường mã ACD nó sẽ không còn xanh nữa mà nó sẽ chuyển sang đỏ, và khi nó chuyển sang đỏ thì như vậy là nó cũng hơi gian nan. Các anh chị, hơi gian nan. Tuần tới thì không có gì phải bàn cãi cả. Chắc chắn là MBB sẽ quay trở lại vùng 17, 17.3 và cá biệt sâu hơn thì có thể tính toán ở vùng 16.6 đến vùng 17, tức là nó sẽ quay trở lại test công tích lũy ở quanh như vùng này đó, rồi xong đó long lên sọt xuống rồi tính tiếp. Ở VPBank thì trong tuần vừa qua nhìn chung cũng khá là khỏe, nhưng mà nó cũng nhúi cho hai cây nến cũng há hốc luôn. Dự chỉnh á, thì chúng ta có dự chỉnh cái vùng về khoảng quanh vùng 17.6, nhưng mà trong phiên thì nó đã nhún về khoảng quanh vùng 17, xong đó nó có rút chân lên. Tuần này thì nó tiếp tục công lại kháng cự 18.6, tuy nhiên công không thành, vẫn chưa thành. Chính vì công chưa thành nên là tuần tới lại chỉnh cung 17.6, mà không cẩn thận nó lại nhúi phát nữa, nó lại nhúi lại dưới này thôi. Đấy là câu chuyện rất bình thường của thị trường, sau đó thì nó lại kéo lên. Vậy thì sao? Vậy thì để chúng ta tránh được những cái rủi ro thì thứ nhất là chúng ta đang cầm thì chúng ta nên cân tại những vùng hỗ trợ kỹ thuật, ví dụ đặt 17.6, ví dụ đặt ở 17, ví dụ đặt ở 17.3 đó, và hồi lên vùng 18.5, 18.6 thì đẩy bớt đi. Như vậy là chúng ta tạm thời chúng ta lướt những cái chiến lược ngắn như vậy, gọi là T0. Ở BIDV trong tuần thì nó vẫn tiếp tục giữ được vùng 38 và nó cũng có những cái nhịp long lên ở vùng 40. Như vậy tuần tới thì khả năng BIDV sẽ đánh ở trong biên 38 đến khoảng biên 40. Ở trong trường hợp thủng vùng 38, ví dụ như là nó có một cây nến đỏ như thế này thì ới giời ơi các anh chị nha, tức là xấu. Như thế này là rất xấu. Còn đương nhiên nó giữ được trên 38 cộng thì như vậy là nó là trung lập. Nó đánh được break cản 41.5 đến 42 thì nó là đẹp. Đó, tùy tín hiệu để mà hành động thôi, cũng chả biết làm thế nào cả, không ai dám chắc được gì cả. Công Thương thì hiện tại đang đi ngang tương đối đẹp, và trong kỹ thuật thì cũng có nói biên 27 đến biên 29 các anh chị. Đây là hình như 27.4 đấy, biên dưới này là biên 27 này đó, biên 27 đến biên 29 đó là cái biên mà dự báo là Công Thương nó sẽ đi để tích lũy. Như vậy là giữ được ở trên, đối với Công Thương giữ được trên khoảng vùng 26.7 là đẹp, chứ còn nếu để mất vùng 26.7 thì hơi đuối. Còn để mất cái vùng ở đây là mất vùng 26 thì coi như đuối hẳn, tức là có hàng để chốt thôi, bởi vì khi nó đã mất vùng 26 thì nó sẽ đạp. Các anh chị nha, nó sẽ đạp đấy. Còn giữ được ở trên cái biên, những cái biên vùng phân tích đấy thì tạm ổn. Techcombank nhìn chung đối với Tech là cũng kỳ vọng, trên chạc tuần là cũng kỳ vọng lắm. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây này, sau một cây đến tuần thì nó có những cái tuần tích lũy rất là đẹp, mà tuần này nó không thể vượt được, không thể công được cản 30, mặc dù có thời điểm là nó đã, tuần này là có những cái thời điểm nó nhoi lên 30 rồi đấy. Đây này, phiên ngày thứ hai là nhoi lên 30 rồi, nhưng mà kết phiên lại bị tụt, không đủ lực, và dòng tiền thì lại đang bị suy giảm, suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng như này thì lấy đâu ra lực mà ăn mà kéo, đúng không ạ? Như vậy tuần tới thì Techcombank sẽ có vùng 26, 26.5, 25.5, 26. Nói chung nôm na là ông em lại phải quay lại dưỡng sức rồi, không công được cản thì nó phải quay lại dưỡng sức thôi, và tích lũy thêm. Đấy, tích lũy thêm, dòng tiền nó phải bơm khỏe vào, cái dòng tiền ới giời ơi như này thì lấy đâu sức mà đi, đúng không? FTB thì vẫn khỏe nhỉ. Trong tuần nó tiếp tục hướng cản 24, 24.5. Nói chung là đây cái vùng cản rất là mạnh, và nó cũng có những cái nhịp test lại quanh vùng 22. Khả năng tuần tới thì chưa để break cản được đâu. Với xu hướng thị trường chung như vậy thì tuần tới còn ấm ờ lắm. Dự lại test lại vùng 22.5 thôi, còn lâu mới công được cái cản này. Liên Việt postbank, như vậy là cản của Liên Việt postbank thì đã được xác định ở trong tuần cũ rồi, 13.8 đến vùng 14. Tuần này thì tuần này nó không có cây nến nào công lên được cản ở đây, chủ đạo là chỉnh cung. Vùng chỉnh cung 1 12.8, cây nến rút tuần thì nó đóng ở 12.89, suýt soát. Trong tuần thì có những cái điểm chỉnh ở dưới điểm này. Như vậy thì khả năng tuần tới nó sẽ test lại, nó sẽ quay lại test lại đó các anh chị, 12.5 hoặc là 12.3. Rồi tích lũy lại thì mới ấy được, mới vượt thoát được. Đường MACD lại đang có xu hướng là đỏ rồi. SHB trong tuần thì nó cũng đã cố gắng để mà công lại. Đây phiên ngày thứ hai nó đã cố gắng để công lại vùng cản 11.5 nhưng công không thành. Công không thành thì nó sẽ quay lại test lại. Đầu tiên là 13, 15 và với xu hướng hiện tại như thế này, tiền đi xuống thì tuần tới sẽ có ở giá vùng 10 đến khoảng vùng 13. Ok, như vậy nhóm banh thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu như vậy. Thì nhìn chung là banh ở trong thời điểm hiện tại thì gọi là còn gọi là nhóm vớt vát. Đó, còn có những cái mã cổ phiếu trụ lực lại được để mà giữ nhịp cho thị trường. Còn nhìn chung thì nó cũng thiếu động lực, bởi vì là dòng tiền nó bị mất các anh chị, mất dòng tiền. Tuần vừa qua nó bị mất dòng tiền. Nó mất dòng tiền trên toàn thị trường đấy. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích đến nhóm ngành chứng khoán. Thì trước khi mà tiếp cận đến nhóm ngành này thì Hùng có phân tích trong những cái ý mà Hùng phân tích ở bản tin tuần đó. Thì thị trường chúng ta đi vào vùng kháng cự thì cái ranh giới giữa anh hùng và tội đồ ấy nó rất là gần nhau. Bởi vì sao? Bởi vì khi nó công kháng cự mà nó công thành công á, thì nó lại sang trang, nhưng nó không công thành công á, thì đấy là một câu chuyện rất nặng nề của thị trường. Và cái hiệu ứng bán ngược đó, khi công không thành thì cái hiệu ứng bán ngược, người ta bán rất là mạnh ở sau đó. Thì đấy là những cái tình huống mà nó đã xảy ra trong tuần vừa qua. Thì điều đơn giản là gì? Đơn giản bởi vì VCI là công kháng cự 28.5 đấy, đó ở vùng kháng cự thôi, đúng không ạ? Và vùng kháng cự nó công không thành thì đây là cây nến chỉnh, đây là những cây nến chỉnh và đây là những cây nến chỉnh, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và dự kiến khi mà công vùng 28.5 thì nó sẽ quay lại test, và nó sẽ test những cái hỗ trợ gần, sau đó thì nó nó bắt cạn lên, nhưng mà những cái hỗ trợ gần nó cũng không thể giữ được, đúng không? Với VCA như thế này thì ok, vùng test 1 là vùng 27.5 thì hỏng rồi, thì nó sẽ xuống vùng test 2 ở vùng 23.5 đến khoảng vùng 24 của tuần tới. VND cũng lực đi cũng rất là đẹp, và trong tuần vừa qua thì nó lên được đến vùng suýt soát vùng 17 và nó cũng đã tự chỉnh cung trong phiên giao dịch ngày thứ hai. Điểm chỉnh đầu tiên nó sẽ hướng về 15 thủng thì nó sẽ đi test lại ở đây, cái mút nến ở đây đó là khoảng vùng 14 13.9. Trong trường hợp thủng của vùng 13.9 thì chúng ta phải hướng về đây thôi, 12.7 đến vùng 13. Đấy là quy luật của nó là như vậy. Cổ phiếu SHS trong tuần SHS cũng công kháng cự 10.5 và công không thành thì nó sẽ quay về, nó chỉnh cung. Vùng chỉnh 1 là sẽ test lại vùng 9.6, vùng 2 là vùng 9 và vùng 3 là gì ạ? 8.3, 8.5 và khả năng tuần tới thì sẽ đi về vùng 3. Đó. SSI trong tuần thì nó tiếp tục công lại, tiếp tục công kháng cự ở vùng 21, 21.5 và cây nến này cũng là một cây gì ạ? Công kháng cự không thành. Khi công kháng cự không thành thì nó sẽ chỉnh cung. Vùng 1 thì nó sẽ chỉnh về đây này, 19.5, chỉnh về 19.5 mà không thành thì nó sẽ đi về vùng 19. 19 ở đây này, 19 mà không giữ được thì nó sẽ đi về đây là vùng 18, 18.5. và hiện tại thì cái xu hướng của SSI rất là xấu, đường MACD đang cắm tương đối mạnh và có xu hướng mở rộng. Đồng thời đây là những cái cây nến mà chúng ta thấy rằng là bóng nến trên, không có bóng nến trên, tức là nó không có cái sự kháng cự, không có sự kháng cự của đồ long. Và cái tuần lại một cây lấp lại như này thì nó tương đối là xấu. Tuần tới thì khả năng cao thì SSI sẽ bị thủng vùng 18 và nó sẽ đi test về khoảng quanh vùng 17, nhẹ nhàng là vùng 17 đấy, may mắn là vùng 17 là nó sẽ giữ lại được. Còn trong trường hợp mà thủng vùng 17 thì căng thẳng đó. HCM trong tuần thì nó cũng đã có những cái nhịp giữ tương đối là tốt, và đây HCM trong tuần thì nó cũng đã đạt được mark target vùng 24.4 và nó bắt đầu nó chỉnh cung. Đó, thì đấy là câu chuyện là gì? Như vậy là chúng ta cũng đã phân tích khá là sát cái vùng kháng cự các anh chị nhé, khá là sát đấy, tương đối sát. Chỉnh cung thì nó về 23, sau đó thì nó sẽ về 21.5 và sau đó thì nó sẽ về 23, 28 đó. Ok, và với tình trạng này thì chắc chắn là sẽ về 23. Còn cái câu chuyện có giữ được 23 hay không thì ở đây thì cũng sẽ tiếp tục để chúng ta sẽ đi cập nhật những cái xu hướng của tuần tiếp theo. MBS dự kiến nhịp này công lại vùng cản 15 nhưng mà công không thành. Nói chung trong tuần thì MBS cũng đã chỉnh. Đó, chỉnh nhịp 1 quanh 13, nhịp 2 thì quanh 12. Tuần tới thì sẽ ở khoảng vùng 12, 12, 3. CTS nó có một cái nhịp đánh lên rất là khỏe ở đây. Và như vậy là chúng ta có nói đến kháng cự ở vùng 16. Tuần này thì nó bắt đầu chỉnh cung. Đấy, dự kiến chỉnh cung ở vùng 14, 14.3. Nhưng mà như thế này là hỏng 14.3 rồi. Và khi nó hỏng 14.3 thì nó sẽ đi về vùng 13. Hỏng vùng 13 thì khả năng là sẽ về 12, 12.3. Và nhịp này thì cũng đang dự đâu đó khoảng về vùng 12, 12.3. Bởi vì đường MACD nó hết động lực đi và nó lại bắt đầu cắm đầu. Và khi nó cắm như thế này thì cổ phiếu nó sẽ rất khó để tăng điểm. Các anh chị lưu ý là như vậy. Chúng ta không thể bẻ được đường MACD nó đi lên các anh chị. Nó là cung cầu. Đó, nó là cung cầu. AGR thì trong tuần chúng ta có nói đến những cái vùng tích lũy ở 7.7 đến vùng 8. Nói chung là tín hiệu này thì cũng khá là xấu. Tiền không có nữa. Tiền... chắc tiền mọi người rút đi tiêu Tết hết rồi. Tuần tới thì khả năng vẫn là biên 7.5 đến 7.7. APG lại đánh khá là tươm. Nói chung là trong nhóm mạch chứng khoán thì lại còn mỗi con APG. Tuần rồi test về 6, hai cây nến kéo lên vùng 6.64. Như vậy là khả năng tuần tới. Tuần tới đẹp thì APG sẽ kéo về khoảng quanh 7. Mà khỏe hơn nữa thì mà đánh tốt thì kéo về 9 đến khoảng vùng 10. Như vậy là cũng khá là ok. Nếu mà về được đến đây thì đẹp quá, coi như là cực kỳ happy. Về được đến đây thì coi như là hết lỗ, gần như là hết lỗ lãi. Rồi chúng ta đã có những cái vị thế bắt chém cá ở đằng dưới, nó được ok. Rồi cổ phiếu VX thì trong tuần vừa qua nhìn chung là cũng chỉnh cung theo nhóm ngành chứng khoán và VX bị bán tương đối mạnh. Trong tuần thì nó tiếp tục công cản. Nó tiếp tục công cản ở đây là vùng 8.6. Và nó công không thành. Nó công không thành nên nó chỉnh cung. Nó chỉnh 1 là 7.9. Rồi chỉnh vùng 2. Nó sẽ chỉnh về vùng 7.4. 7.4 mà không trụ được thì nó sẽ về vùng 7. Và với tín hiệu kỹ thuật như này, hiện tại thì đường MACD cũng đang cắm. Và tín hiệu giá thì cũng tương đối là xấu. Nên khả năng tuần tới nó sẽ lình xình ở quanh vùng 6.8 đến vùng 7. Và xu hướng sẽ đi về vùng 6.5, sâu hơn sẽ là vùng 6. Nói chung là khả năng về quanh test về quanh 6 thì khi đó mới có cái đà tích lũy để mà phục hồi quay trở lại đối với VX. Dự là như vậy các anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ bám sát thêm. ORS ở trong tuần nó cũng bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, đó là vùng 9.8. Và khi bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật thì các anh chị thấy nó bị bán rất là mạnh. Đó thì cái vận động của nó là như vậy thôi. Khi thủng vùng 9.8 thì nó sẽ về đây này, nó sẽ về vùng 9. Nó sẽ về vùng 9 để tích lũy. Trong trường hợp mà 9 mà không tích lũy được thì nó sẽ về vùng 8.5. Và với thiên hướng kỹ thuật hiện tại của cổ phiếu này thì nó sẽ đánh ở khoảng quanh vùng 92 đến khoảng vùng 8.5. Tích lũy. Rồi tính tiếp. SBS trong tuần thì cũng không có động lực tăng được mỗi cây thứ hai. Và gần như là nó bắt đầu nó đi về một cái nhịp chỉnh giảm quay trở lại. Nhìn về lực như này, ok thì chúng ta sẽ có vùng 4.7 đến khoảng vùng 5, tuần tới sẽ tiếp tục tích lũy. Như vậy là nhìn về nhóm ngành chứng khoán thì nó cũng tương đối là xấu các anh chị. Và trong trường hợp tuần tới nếu như nhóm ngành chứng khoán đồng loạt bị phá hỗ trợ, thì đấy là một cái tín hiệu rất là tiêu cực và không ai mong muốn cái điều đó xảy ra. Bởi vì khi cái điều đó xảy ra thì thị trường của chúng ta sẽ giảm điểm rất là sâu. Bởi vì nhóm ngành chứng khoán nó có một cái tâm lý, nó có một cái hiệu ứng rất là mạnh ở trên thị trường. Khi những cái nhóm ngành ví dụ như banh, chứng khoán hoặc thép hoặc P đó mà đồng loạt nó nằm sàn hoặc bị bán mạnh thì đấy là những cái hiệu ứng không tốt một tí nào cho tâm lý đầu tư. Thì nhìn chung là nhóm ngành chứng khoán cũng khá là xấu. Sẽ view qua 3 mã cổ phiếu của nhóm ngành thủy sản. IDI thì khả năng tuần tới sẽ có ở khoảng vùng 10.5 đến vùng 10.9. Sau hơn thì các anh chị có thể thòng thêm cái vùng giá 9.5 đến vùng 10. Đây là vùng mà dự kiến mà cổ phiếu có thể chỉnh cung. ASM thì ở đây nó có cái cản vùng 9.7. Và trong tuần này thì nó cũng tiếp tục break cản nhưng nó break không thành. Và nó cũng chỉnh cung theo thị trường. Như vậy với ASM thì khả năng tuần tới nó sẽ nằm ở khoảng vùng 7.4 đến khoảng vùng 7.8. 7.4 đến khoảng 7.8 là vùng mà khả năng là chúng ta sẽ phải dò thêm những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật về đây. Đó, sau đó thì nó mới có những nhịp long quay trở lại. Cổ phiếu ANV trong tuần thì nó cũng đã chỉnh cung, nhịp 1 thì nó chỉnh về 236 và điểm chỉnh 2 thì ở vùng 21 21.2, tuần tới ở quanh cái vùng 21 21 xin lỗi cả nhà, 21 đến vùng 22. 21 đến vùng 22 thì chúng ta có thể thu gom thêm. Và mục tiêu ở đây thì cái cản ở đây này, nó vẫn đang có cái cản ở đây. Cản bao nhiêu nhỉ? Cản này là tuần này nó cũng công nhưng mà nó công không thành như này. 26.5 đó, nó đang bị vướng cái cản 26.5 trong phiên giao dịch ngày thứ hai, nó chạm 26.5 và nó không thể bứt được. Ở trong tuần vừa qua thì cổ phiếu nhóm điện cũng đang tương đối khá là tốt, gồm có mã cổ phiếu PC1. Thì các anh chị lưu ý một số các cái mã cổ phiếu nhóm điện. Thì PC1 là sau một cái giai đoạn nó tăng đó, đây nó tăng và nó tích lũy lại đó, và nó liên tục đi ở đây, nó đi như thế này. Như vậy thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng là vùng 20 sẽ là vùng test tích lũy thành công của cổ phiếu PC1, và hiện tại thì dòng tiền cũng đang bắt tương đối là tốt cổ phiếu này. Tuần tới nếu như xuất hiện một cái cây nến mà nó đè lên ở khoảng vùng 22 cộng như vậy với một cây nến xanh, thì các anh chị có thể thu gom thêm điểm mua này, và hoặc có thể mua chốt cái điểm mua cuối ở đây. Vì như vậy khi đó thì như vậy là PC1 nó sẽ xác nhận cái xu hướng là có thể quay lên vùng 36, 35, 36. Cổ phiếu GEC, nói đến điện thì không thể nói đến GEC được. GEC thì trong tuần vừa qua bị giảm vùng 15.1, mất 15.1 thì nó sẽ đi về khá sâu dưới này 12.8. Khả năng tuần tới thì nó chưa bật được đâu, nó sẽ có những cái điểm long lên và nó sọt xuống ở khoảng quanh vùng 12.8 đến khoảng vùng 13. 1-2 nhịp tích lũy nữa rồi chờ xu hướng chung của cả thị trường thì khi đó thì chúng ta mới tính đoán được một cái lực hồi. Có thể đặt thu gom ở đây 12.8 này, 12 này, 11.5. Đấy là những cái vùng mà hoàn toàn có thể có những cây nến doji ở trong phiên đó các anh chị, hoàn toàn có những cây doji nó test xuống sâu và sau đó rút chân lên. Cổ phiếu GEG cũng rất là hay. Nhóm điện như vậy, trong cái nhịp này thì GEG cũng đã có một cái nhịp đánh tương đối là tươm, và nó đã tăng được từ vùng 10.8, từ vùng không, chính xác nó phải là vùng 11, từ vùng 11 lên đến vùng 14, và nó tích lũy này đó, có một tuần tích lũy. Và đây là một cây nến đánh lực cầu hôm nay thì khá là tốt. Tuy nhiên sau một cái lực cầu như vậy á, thì chúng ta sẽ có khả năng nó sẽ có những mút nến tả lại một phần cung ở đây, rồi khi đó nó có kéo thì mới kéo, và chúng ta sẽ chờ để đánh giá thêm cái lực cầu. Nếu như mà lực cầu mà vẫn tiếp tục đạt được ở khoảng tầm 2 triệu đến 3 triệu cổ phiếu trên một phiên đối với GEG thì đấy là tín hiệu tốt, và chúng ta có thể cân mua thêm ở quanh vùng 13.5 đến vùng 14. Chắc chắn nó còn tả cung, nó chưa chạy được đâu. Đó, và thành công được ở cái nhịp này thì chúng ta có thể ngắm đến vùng 18 được nhé. Với GEG khi nó đánh, khi nó kéo thì nó cũng khá là tốt đấy. Đây, những cái nhịp kéo của nó tương đối tốt. Đó. Được. Tức là từ 20 mà lên 27, tức là nó kéo tăng 7.000. 7.000 thì từ 14 mà kéo 7.000 thì phải lên tận 21 cơ. Đó, như vậy là chúng ta ngắm vào khoảng vùng 17, 18, 17.5, 18 là hoàn toàn khả thi. Ok. Rồi, như vậy là danh mục cổ phiếu tuần này thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây, và chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai, phần view lại kịch bản tuần, video số 157 của chúng ta. Thì trong bản tin tuần được phát đi thì ông Lê đã có một vài cái ý về xu hướng thị trường. Cái thứ nhất ấy là sau hai cái tuần tích lũy nền, một phần là do quỹ ngoại cơ cấu, một phần là sau cái nhịp kéo mạnh của cổ phiếu trước đó thì tất cả các nhóm ngành nó đã tăng khá là tốt. Chính vậy nên là nó cần thời gian để hấp phụ hết cái lượng hàng chốt lãi, xây dựng một cái mặt bằng mới để kỳ vọng cổ phiếu có thể đi lên ở cái vùng kháng cự cao hơn. Đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai đấy là tâm điểm của tuần giao dịch mới, tức là tuần video số 157 là tuần mà các nhóm ngành công kháng cự. Việc này rất khó khăn các anh chị nhá. Ranh giới giữa thành công và thất bại rất nhạy cảm ở đây. Rất nhạy cảm nhé. Khó khăn, nhạy cảm. Oánh mà đất nền thành công thì thị trường chung sẽ kéo rất mạnh sau đó. Nó lên đến cái sự hưng phấn tột đỉnh. Nhưng nếu chầy chật mà không kéo qua được mà bị bán xả thì nó sẽ giảm mạnh. Sẽ giảm rất mạnh sau đó. Và cây nến của ngày thứ hai nó đã phản ánh đúng đủ những cái ý mà ông Lê nhấn mạnh ở trong cái tuần giao dịch video số 157. Do đó kim chỉ nam cho thị trường trong giai đoạn mới là vùng 1030 điểm đối với bộ ba tham số chung của thị trường. Sau đó ở vùng 1015 đến 1020. Nếu như thị trường để mất xu hướng ở 1015 đó là xu hướng xấu, còn nếu break được cái vùng 1070, 1080 thì đấy là xu hướng tích cực. Cái ý thứ hai nó là như vậy. Cái ý thứ ba thì khi mà thị trường công kháng cự á, thì để mà công được kháng cự thì lần lượt các cái nhóm ngành nó phải break đỉnh. Thì trong cái tuần cũ á, thì nhóm thép đã làm rất tốt cái việc đó. Vậy thì cái tuần tiếp theo thì chúng ta sẽ phải có được thêm những cái nhóm ngành tiếp theo để nó break được như nhóm thép. Nhưng trong cái tuần vừa qua thì chúng ta đã không có thêm được một cái nhóm ngành nào có thể làm được cái việc đó, và đồng loạt thị trường quay lại chỉnh cung. Thì đối với bộ ba tham số chung của thị trường, chúng ta sẽ nói đến VN30 và phái trinh. Thì đầu tiên nó sẽ quay chắc chắn là 1050 thì không phải nói. Sau đó thì biên 1035 đến 1040. Index sẽ nằm ở khoảng vùng 1035, sau đó thì biên 1025 đến 1030. Và chúng ta lưu ý đến kháng cự tuần đó là VN30 và phái sinh, thì chúng ta sẽ gặp phải cản tuần ở 1075 đến 1080. Ok anh chị, như vậy thì những cái ý đó nó đã bao hàm hết tất cả những cái kịch bản về những cái diễn biến của thị trường tuần trong tuần vừa qua. Ví dụ chúng ta nói đến cản tuần thì cũng đã nói đến vùng kháng cự của VN30 và phái sinh, nó sẽ nằm ở 1075 đến 1080. Thì các anh chị nhìn thấy là mút nến của phiên giao dịch ngày thứ hai nó cong lên được 1080 cộng đối với VN30, và sau đó thì nó gì ạ? Nó bắt đầu ới giời ơi. Ok các anh chị, đối với phái sinh đây thì các anh chị cũng thể nhìn thấy đây. Đó. Cản 1075 đến 1080, và các anh chị nhìn thấy đây là nó vươn lên được đến 1075.1, và cái cây nến này nó lên được 1075.9. Và nó cũng ới giời ơi sau đó. À, đúng không ạ? Như vậy là gì? Cản tuần gặp phải cái cản nó khó khăn thì đương nhiên là nó sẽ chỉnh cung. Và cái vùng đối với VN30 và phái sinh thì cũng có dự báo vùng 1 nó sẽ chỉnh về 1050, vùng 2 thì nó sẽ đi về ở đây đó là vùng 1035 đến 1040, và đương nhiên đến vùng 3 đó sẽ là 1015 đến 1020. Kim chỉ nam cho hành động đó là gì? Đó là đây các anh chị, kim chỉ nam đây. Đó là vùng 1030 và sau đó 1015 đến 1020. Đó. Thì ở trong tuần thì gần như là bộ ba tham số chung của thị trường là đã đi về các cái vùng dự test đó, 1050, 1030, 1035 đến 1040 và sau đó về 1030, và cái biên sâu nhất đó là 1015 đến 1020. Thì đối với phái sinh á, đối với VN30 thì chỉ có duy nhất trong phiên giao dịch của ngày 22 là nó nhún thủng 1015 và sau đó nó kéo long luôn. Đó, còn phiên ngày 21 ngày 21 thì nó cũng chỉ test về đây thôi, và phiên ngày hôm nay ngày 23 thì nó cũng chỉ test về trên 1020 và sau đó nó rút chân lên. Đó, thì như vậy là cái vùng 1020 đến 1015 nó có ý nghĩa vai trò rất là quan trọng. Với phái sinh cũng như vậy thôi, nhìn chung thì có những cái thời điểm nó bị thủng qua, nhưng về căn bản cứ khi chạm về đến vùng này thì nó bật long. Như vậy là gì? Ta cũng xác định được một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của thị trường tương đối là ok. Đối với chỉ số VN Index, các anh chị có thể nhìn đến đây. Nó Index cũng có nói đến kháng cự tuần của Index đây này. Nó gặp kháng cự mà 1065 đến 1070, đó là kháng cự đầu tiên. Thì ngay trong phiên giao dịch ngày thứ hai là ông đâm kháng cự luôn 1065. Và sau đó là ới giời ơi ngay. Đó. Đó, thì đầu tiên khi mà nó gặp cái kháng cự đấy rồi nó chỉnh cung thì nó sẽ chỉnh về 1050. 1050 mà không lái hoài thì nó sẽ về 1040 và sau đó 1030, 1025. Và cái điểm sâu nhất chúng ta vẫn nói đến đó là 1015 đến 1020. Tất nhiên trong tuần đối với index thì đã có thời điểm là index đã bị thủng đến vùng 1010. Tuy nhiên là cái lực long sau đó, lực đóng ở trên đến ngày thì gần như nó đều giữ lại, nó đều neo lại được ở trên vùng 1050. 1015. Rồi, như vậy là nhìn chung ở trong tuần vừa qua thì sau một cái nhịp đạp mạnh ở phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì thị trường gần như là đi ngang. Đi ngang và đi tương đối là khó chịu các anh chị, và nói chung là một tuần không có thành quả. Nói chung là rất khó để mà chiến đấu được ở trong cái thời điểm hiện tại với cái cách giao dịch như vậy của thị trường. Và sau khi mà ông đã có view lại toàn bộ kịch bản tất cả các nhóm ngành thì ông nhận thấy rằng hiện tại chúng ta chỉ có nhóm banh và nhóm ngành dầu khí là nó đang giữ được nhịp. Thế còn nhóm ngành chứng khoán là khả năng đang bị trật nhịp, và nếu như tuần tới nhóm ngành chứng khoán như ông có nói bị phá hỗ trợ thì đấy là một cái tín hiệu rất là khó khăn của thị trường. Đồng thời nhóm ngành bất động sản, đầu tư công, xây lắp hạ tầng thì nó cũng chưa có động lực dòng tiền để bơm mạnh vào ngay đâu. Khả năng tuần tới nó vẫn dòng tiền nó vẫn cứ hút, nó vẫn cứ dập dìu như vậy, để nó đi ngang, nó tiếp tục tích lũy. Đó. Và bổ trụ thì nói chung hiện tại cũng không có quá nhiều những yếu tố đột biến. Ví dụ như là thằng VIX thì nó đang giảm, thì thằng Vinhome thì nó có bật tăng lại được một tí. Đó, thằng VRE thì nó lại đang lình xình, nó đi ngang. Đại lại là bổ trụ thì nó chỉ có bù trừ cho nhau thôi là tốt lắm rồi. Đó, ví dụ như vậy. Như vậy thì trong tuần tới thì cũng chưa có nhìn thấy một cái động lực nào đủ lớn với tín hiệu kết tuần các anh chị nhá. Còn ví dụ như là phiên giao dịch ngày thứ hai nó có cái sự bùng nổ, ví dụ phiên nay đang 10.000 tỷ, phiên ngày thứ hai nó táng khoảng 25.000 tỷ với một cái giá trị giao dịch 25.000 tỷ và index của chúng ta sừng sững bước đi lên, break vùng 1040, như vậy kịch bản của thị trường nó lại đi sang một cái hướng khác. Ok các anh chị. Đó, chứ không thể nói là như vậy là nó y án thế thực hiện, đúng không ạ? Chính vậy nên Hùng mới nói là gì? Chúng ta cần phải có những cái phân tích trực tuyến. Đó, để chúng ta cập nhật ở trong phiên, trong ngày, để chúng ta nắm được là với tín hiệu như vậy thì thị trường tích cực hay là tiêu cực, và tất cả những cái thông tin đó thì sẽ được Hùng Lê phân tích ở trên nhóm Không Chat NO02. Và nhà đầu tư ở trên cái nhóm này thì chỉ có Hùng Chat thôi, và các anh chị đọc, ghi chép lại, phân tích lại, phản biện lại những cái phân tích đó. Nếu chúng ta cảm thấy phù hợp với mình rồi, như vậy là chúng ta ông này ông nói như vậy là cũng khá là sát, hoặc là ông nói là 1050 nhưng mà không, theo tôi phải là 1045, ví dụ như vậy, hoặc là 1055, vân vân. Thì đấy là những cái sự điều chỉnh của anh chị sau khi mà chúng ta tiếp cận, chúng ta phân tích lại những cái phân tích của Hùng. Thì về phân tích kỹ thuật đó thì ai cũng biết rồi, nó là một cái gì đó, nó là trong tương lai. Chính vậy nên là chúng ta cũng chỉ có gọi là trò chơi xác suất, chứng khoán là xác suất mà các anh chị, trò chơi xác suất đó. Vậy thì nó cũng sẽ đúng được một phần nào đó thôi, chứ nó không thể tuyệt đối được. Và tất nhiên khi mà chúng ta phân tích được kỹ thuật và chúng ta đã có những cái đánh giá nhìn nhận như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế được những cái sai số, hạn chế các anh chị nhá, chứ không phải là tuyệt đối. Chúng ta hạn chế được những cái sai số, những cái sai số đáng tiếc đó, ví dụ như vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn tổng quan lại thị trường trong tuần tiếp theo. Ok anh chị, như vậy là nhìn chung thì là thị trường tương đối là xấu. Và tuần tới thì thị trường của chúng ta, index sẽ vấp phải cản 1030, 1035, 1040. Trong trường hợp nếu như mà như ông có nói, index của chúng ta vượt lại được vùng 1040 cộng với một cái dòng tiền nó cải thiện, thì khi đó thị trường của chúng ta sẽ có những cái thiên hướng tích cực hơn. Còn trong trường hợp nếu nó vẫn cứ đi ngang lừng hừng như thế này thì nó rất là khó. Và khả năng index của chúng ta sẽ quay trở lại vùng 1010, sẽ quay trở lại vùng 1010 và sâu hơn sẽ là vùng 1000, vùng 980 đến vùng 1000 điểm. Vùng 980 đến vùng 1000 điểm là vùng mà khả năng đầu tiên thì nó sẽ đi về khoảng vùng 1000 điểm đến 995. Còn trong trường hợp nếu như cái vùng 995 này mà nó không đỡ được á, nó không đỡ được cái vùng 995 này, thì như vậy là cái vùng 980 phải tính toán. Tùy vào diễn biến của thị trường mà trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba thì cũng sẽ phân tích thêm, nhưng ít nhất là vùng 1010 và vùng 1000 đến vùng 995 là phải tính toán đến ở trong tuần giao dịch tiếp theo đối với chỉ số VN Index. Đối với chỉ số VN30 thì chúng ta tiếp tục gặp phải cản tuần ở vùng 1050 đến vùng 1060. Xu hướng thì tuần tới là VN30 sẽ test lại ở vùng 1030, sau đó thì biên 1015 đến 1020. Đó, trong cái trường hợp nếu như mà VN30 của chúng ta bị thủng vùng 1015 và không lấy lại được ở sau đó, tức là đây thủng này và sau đó nó lấy lại được này, đây suýt soát thủng nhưng mà sau đó nó lấy lại được thì câu chuyện nó lại khác. Còn nếu như nó nó thủng mà nó không lấy lại được thì khi đó chúng ta phải tính ở 1000 điểm. Các anh chị, kịch bản ở 1000 điểm là phải tính toán đến nơi. Rồi đối với chỉ số VN30F1M thì tuần tới nó cũng sẽ bị vấp phải cản ở 1050 đến vùng 1060. Đây là cản ngắn hạn và nó vấp luôn, nếu như nó vấp thì nó vấp luôn trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba thôi. Và sau đó thì nó vẫn phải test cung, điểm chỉnh 1 ở quanh 1030, điểm 2 ở 1015 đến 1020. Trong trường hợp nếu như nó bị mất vùng 1015 thì như vậy là chúng ta phải tính toán ở vùng 1000 đến vùng 1007. Kịch bản mà chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh tuần tới test lại 1000 rất là cao. Đó, rất là cao, là kịch bản nó sẽ test lại như vậy. Còn câu chuyện là có giữ được 1.000 hay không, hay là tại cái thời điểm nó về 1.000 rồi nó break lại 1040 ví dụ như vậy, thì đấy là những câu chuyện mà nó sẽ có những cái diễn biến ở trong tuần, và căn cứ tín hiệu thực tế thì cũng sẽ dành thời gian để cũng có thêm những cái sự phân tích bổ sung cho các anh chị. Đó, và trong quá trình đầu tư thì các anh chị cũng đã được tiếp cận khá là nhiều các cái bài phân tích của cá nhân Hùng Lê. Các anh chị hợp thì chúng ta sẽ về đồng hành cùng với team của Hùng Lê để chúng ta nhận thêm những cái phân tích ở trong phiên. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo. Tất cả các mã cổ phiếu chưa được phân tích ở trên bản tin tuần, các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần, thì Hùng Lê sẽ dành thời gian để trả lời các câu hỏi của anh chị. Rồi, ok, bản tin tuần này như vậy là kết thúc.